Thưa Thầy, người ta nói rằng đức năng thắng số. Vậy điều đó có chắc chắn để chuyển được số phận không tốt của mình như trong chấm tử vi đã tuyên đoán hay không? Đức là kết quả của một lối sống mà người đó thể hiện sự tôn trọng đạo đức, thực hiện đạo đức, tương tác với cộng đồng, xã hội và mọi người bằng hành vi đạo đức, rồi làm nhiều việc đức, việc phước cho mình, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Nhất là làm bằng tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, vô vụ lệ. Thì trải qua thời gian khi mà chúng ta có thói quen làm với lý tưởng cao quý như vậy đó, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều các đức và làm cho bất cứ ai tương tác với mình đều cảm thấy rất là vui, hạnh phúc và mừng rỡ. Đức năng thắng số dầu không phải là một cái câu ở trong kinh, nhưng nó được có lẽ là một người Phật tử nào đó dựa vào cái tác động của nhân quả về chiều hướng tích cực đã tóm tắt lại chúng ta bằng bốn chữ: người nào có đức nhiều thì vượt qua được số phận. Thắng là vượt lên trên, theo một cái nghĩa khác có nghĩa là tiêu trừ được. Số đây là số phận. Thì các tôn giáo nhất thần, đa thần ở phương Đông và phương Tây trong quá khứ cũng như hiện tại đều cho rằng số phận của con người do Thượng Đế tạo ra. Đang khi Đạo Phật cho rằng tất cả những gì mà chúng ta trải nghiệm trong đời, hạnh phúc, khổ đau, trung tính thuộc về cái tiến trình tự nhiên của nhân quả, chứ chẳng có Thượng Đế nào sắp xếp, thần linh nào can thiệp, bắt buộc hay là thay đổi theo chiều hướng tốt hay là theo chiều hướng xấu. Và cái tiến trình tự nhiên của nhân, duyên và quả, nhất là các nhân cùng tính chất hay là các nhân khác tính chất, thì tự động nó tạo ra các cái kết quả. Và người không hiểu thì gọi đó là số phận. Chẳng hạn như Nguyễn Du đã thay mặt cho những người theo Nho giáo nói riêng và những người chấp nhận các tôn giáo nói chung đó, phát biểu rằng bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới đặng phật thanh cao. Thì cái câu đó phản ánh về cái quan niệm số phận. Hoặc là cái câu khác như là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, tức là nói về cái tính di truyền, cái tính kế thừa, cái tính kéo theo về nghiệp chung trong một cái gia đình hay họ tộc từ thế hệ đi trước đến thế hệ đi sau. Thì những cái quan niệm đó được gọi chung là số mệnh hay là số phận. Và khi dùng cái khái niệm số phận, số mệnh thì người ta nghĩ rằng là cái đó không thay đổi được, nó đến với mình như là một cái sự an bài của Thượng Đế hay là của thần linh thôi. Và mọi nỗ lực thay đổi nó đó dưới góc độ của một số tôn giáo nhất thần thì cho rằng là đó là trò đùa đành hanh, nên là bất lực. Hoặc là Phật cho rằng nghiệp là các hành động, và trong cái tiến trình chưa chỗ quả, các hành động này có thể được thay thế, được chuyển nghiệp bằng cách là gieo các hành động đối lập khác, thì chúng ta sẽ làm cho các hành động đã có trong quá khứ bị giảm thiểu cái năng lực chỗ quả hoặc là kết thúc. Nếu hai cái hành động đối lập này đó nó có cái năng lượng, số lượng, khối lượng là tương đương. Như vậy Đạo Phật giới thiệu cái khái niệm chuyển nghiệp để giúp cho chúng ta không có chấp nhận số phận an bài với mình, và hãy nỗ lực xây dựng tương lai bằng cái niềm tin, nỗ lực đúng phương pháp, kiên trì đúng phương pháp, không bỏ cuộc nửa chừng, không đồ hoàng số phận, không cường điệu quá, không phớt lờ, vân vân. Thì trước sau gì chúng ta cũng vượt qua. Như vậy, để vượt lên trên và chiến thắng được số phận theo Đạo Phật dạy, thì chúng ta phải gieo trồng thật nhiều đức và thật nhiều phước. Đức thì gồm có đức vô ngã, đức vị tha, đức cộng sinh, đức tôn kính, đức tùy hỷ, đức từ bi và nhiều cái phẩm chất đạo đức khác thì chúng ta phải gieo trồng trong cuộc đời của mình. Rồi phước thì chúng ta phải gieo trồng phước tài sản, phước bố thí, phước cúng dường, phước chia sẻ, phước giúp đỡ,
phước tương tác, phước hỗ trợ, phước giúp đỡ, vân vân. Thì khi mình gieo trồng đức và phước đó thật nhiều thì chúng ta sẽ chuyển được nghiệp, và cái tiến trình chuyển nghiệp đó được gọi là thắng số. Cho nên ai đã từng lỡ có một quá khứ không đẹp theo nghĩa đen và nghĩa bóng của từ, ở bất cứ một tình huống nào, đừng mặc cảm tội lỗi vô ích. Hãy cam kết với chính mình, tức là nhận thức đó là cái hành vi xấu nên không tái phạm. Rồi cam kết đó, thay đổi ở hiện tại và trong tương lai, và gieo trồng thật nhiều nghiệp thiện đối lập với nghiệp cũ đó, thì các bạn sẽ chuyển được nghiệp, và cái đó Đạo Phật gọi là vượt qua số phận.